Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị đến với bản tin tối thứ năm ngày 10 tháng 11 của Đài Á Châu Tự Do. Kính thưa quý vị, hai học viên pháp luân công là các ông Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành hôm nay bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án tù về tội danh được nêu ra là đưa trái phép thông tin lên mạng viễn thông. Tin cho biết, ông Vũ Đức Trung, 31 tuổi, bị tuyên án 3 năm tù giam và ông Lê Văn Thành, 36 tuổi, bị tòa tuyên 2 năm tù giam. Buổi xử án kéo dài chưa đến 3 tiếng đồng hồ trả lời Quỳnh Chi của Đài Á Châu Tự Do ngay sau khi phiên xử kết thúc, chị Lê Thị Thu Hòa, vợ anh Vũ Đức Trung bày tỏ. Kết quả là anh Trung là 36 tháng tù giam, anh Thành là 24 tháng tù giam. luật à, sư có bào chữa và đưa ra những cái căn cứ và có cả bằng chứng cụ thể để xác định rằng anh Trung và anh Thành là không có tội. Vì em thấy là Viện Kiểm sát vẫn chưa có trả lời rõ ràng về các luận điểm mà luật sư đưa ra nhưng mà họ vẫn giữ quan điểm như trên cáo trạng. Được biết hai ông Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành bị bắt giam từ tháng 6 năm ngoái. Cáo trạng của viện kiểm sát cho rằng cả hai đã nhận tiền và thiết bị của một số đối tượng và lắp ba hệ thống phát sóng trái phép để truyền tải các thông tin mà Việt Nam cho là xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông. Tuy nhiên, luật sư Trần Đình Triển, người bào chữa cho hai ông Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành cho biết, ở Việt Nam không hề có luật nào cấm việc thực tập pháp luân công, nên không thể đưa hai thân chủ của ông ra tòa xét xử. Chúng tôi có bài viết chi tiết về vấn đề này. Quý vị có thể vào đọc, nghe và xem tại địa chỉ trang nhà www.rfa.org-vietnamese. Thưa quý vị, trong khi đó tại miền Trung ngày hôm nay, cơ quan thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Nam yêu cầu ba cha con ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vi và Huỳnh Ngọc Hiếu đến làm việc. Tuy nhiên, ba người này từ chối. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn và hai con Huỳnh Thục Vi và Huỳnh Ngọc Hiếu hôm ngày 8 tháng 10 vừa qua bị cơ quan chức năng đến tại nhà trọ tịch thu một số tài liệu và máy tính với cáo buộc họ truyền bá những tài liệu có nội dung chống phá nhà nước Việt Nam tờ người lao động loan tin nói dù ba người liên quan không đến làm việc nhưng cơ quan chức năng đã mở niêm phong các tài liệu tịch thu theo cơ quan chức năng tỉnh quảng nam thì những tài liệu đó mang nội dung bôi nhọ phản động và trong máy tính có những tài liệu hình ảnh chống phá nhà nước theo tờ người lao động thì ông huỳnh ngọc tuấn có hình đăng tải trên mạng internet và trả lời các đài báo nước ngoài như đài á châu tự do rfa đài chân trời mới mà nội dung tờ báo này cho là xuyên tạc về những cuộc bầu cử tại việt nam Tin nói đoàn thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Nam tiếp tục lập biên bản và nếu thấy đủ chứng cứ, họ sẽ chuyển sang công an tỉnh để điều tra. Tiếp tục phần tin tối nay, thưa quý khán thính giả, một số đại biểu Quốc hội Việt Nam tại phiên thảo luận trong ngày hôm nay ở nghị trường lên tiếng kêu gọi đưa lãnh hải của đất nước vào trong luật tài nguyên nước đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh, được tờ pháp luật thành phố Hồ Chí Minh trích đăng ý kiến phát biểu, nhắc rằng trong tình hình tranh chấp chủ quyền tại khu vực Biển Đông phức tạp như hiện nay và đường lưỡi bò do Trung Quốc vạch ra lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì cần phải bảo vệ tài nguyên nước trên vùng biển cũng như trên đất liền. Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, phải đặt việc bảo vệ tài nguyên nước trên vùng biển vào phạm vi điều chỉnh của luật tài nguyên nước. Ông Trương Trọng Nghĩa nhắc lại quy định của Công ước Quốc tế về luật biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982. Theo ông, nếu tách rời tài nguyên nước ra làm hai phần, tài nguyên nước trên đất liền và ven biển sẽ dễ gây ngộ nhận đó không phải là tài nguyên nước trên lãnh thổ của Việt Nam. Và tin cuối cùng, thưa quý vị, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 1 triệu 100 ngàn franc Thụy Sĩ để giúp đỡ cho 42 ngàn nạn nhân chịu tác động bởi đợt lũ lụt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà được nói là nặng nhất trong hàng chục năm qua. Trong thông cáo báo chí của Hội chữ thập đỏ phổ biến ngày hôm nay, ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội chữ thập đỏ Việt Nam, trình bày cho đến lúc này đã phân phối hơn 3.000 bộ dụng cụ gia đình, cộng với 3 triệu viên lọc nước, hơn 1 tỷ đồng Việt Nam cứu trợ cho đồng bào vùng lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, vì nhu cầu còn lớn nên hội cần số tiền như nêu trên để tiếp tục hỗ trợ cho những nạn nhân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thông báo của chính phủ Việt Nam, thì đợt lũ lụt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ hồi giữa tháng 9 đến nay gây tác hại cho chừng 600.000 người dân tại 7 tỉnh tại đó. Số tử vong là 73 người, mà trong đó vừa qua UNICEF cho biết đa phần là trẻ nhỏ. Tình hình khó khăn kéo dài ít nhất từ 2 đến 3 tháng nữa. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.